Ngày 7 tháng 8, Đoàn Công tác của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Cơ quan Thường trực Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh đã đi thăm hỏi, hỗ trợ đột xuất với gia đình cháu Ma Thanh Tâm, sinh năm 2008, trú tại xóm Bắc Dọc, xã Điểm Mạc, huyện Định Hóa, tử vong do bị xét đánh. Triệu Quang Sơn, sinh năm 2012, tại xóm Khuôn Tát, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tử vong do đuối nước mà Bách Tuệ Minh, sinh năm 2008, tại xóm Đồng Trùng, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, bị thương nặng do đuối nước và gia đình cháu Phạm Thị Huyền, sinh năm 2009, xóm Đèo Xã, xã In Lãng, huyện Đại Tử, tử vong do điện giật. Tại các gia đình, đoàn công tác đã trao số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng từ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Tỉnh cho mỗi gia đình có trẻ em bị tử vong và 3 triệu đồng cho trẻ em bị thương nặng. Mong muốn trẻ em và gia đình các trẻ sớm lấy lại tinh thần để ổn định cuộc sống.